đến bất cái ghế đang ngóng trông em về. Qua bao mùa xuân em ơi lấy chồng được chưa? Anh nhớ hồi đó em nhỏ con vô cùng xíu, mà sao giờ đây em tươi quá chừng gì ta. Em như hoa hậu anh thưa mấy câu để đón em. Ly trên lưng thâu da nấu thanh bạch đề này. Về nhà mình sống đời mình sống có chi mà cười chê, chuyện gì mà khó quá đã có anh đời. Bắt con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối, hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết, chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Bóc phong bảy đi lên nhảy, kết dòng nhạc hương quê để bắt đi chay lên cho nó nảy. Anh ấy cũng bảo tuổi này phú thế, đứng đằng xa mà sao lòng khích gạch chạc. Có lẽ là mê mà nếu thích anh là điều em chắc nịch thì mình còn gì đâu mà chê. Xanh chia con nước trôi mênh mang hai dòng lỡ khoai. Anh thì nói tiếng chứ có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng dãi dầu, mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Anh thưa mấy cầu đi qua cầu để đón em này. Cái cầu nhỏ xíu lắc lư qua mấy nhịp cầu tre nối bên dòng sông. Kiến ở trên lầu cao mang cầu đưa lối, hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao nè. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết, chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi gần nhau. Và tôi bây giờ trước tiên thì trước khi thỉnh quả tôi xin có một áo dài để cho trang điểm của cô dâu trước khi ra để chuẩn bị với anh. Và hôm nay thì cũng cái ngày rước dâu này thì chúng tôi cũng xin kính thức cháu Lũ sẽ là con cái của quý vị của ông Hoàng Thắng và là con cháu của quý vị họ tổng tập phòng nhà gái. Và cháu Tiên cũng sẽ về làm con dâu của chú Thạc Hưng Người và cũng là con cháu bên họ nhà trai của chúng tôi. Thì xin mọi người cũng mình các cháu đã được làm lễ thanh hóa tại nhà thờ hôm qua thật là long trọng. Và chúng ta bên người con cháu thì xin mọi người cũng chúc phúc và xin có lời cầu nguyện cho hai cháu được luôn luôn hạnh phúc trong cái những ngày sau này. Và mình hy vọng là chắc chắn là theo như truyền thống của cha ông của hai gia đình chúng ta thì các cháu thì cũng như các bậc ông bà tổ tiên và cha mẹ của hai gia đình thì chắc các cháu sẽ thật hạnh phúc. Và xin mọi người nhớ chúng ta sẽ có cầu nguyện cho hai cháu. Và trong cái ngày hôm nay thì xin bên quý họ nhà gái cho chúng tôi được đón cháu về để cùng với gia đình chúng tôi là con gái chúng tôi. Xin bên các anh các ông bà bên họ nhà gái chấp nhận cho chúng tôi chân thành cảm ơn quý ông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mỗi sớm ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn chết, liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Giờ đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi, chẳng lẽ em đã say say anh rồi. Đôi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mọi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao, hay là một lỡ phóng lo xa. Có chuyện gì khó thì tụi mình cứ cho qua, vì cái tính em hiền đẹp người còn đẹp nết. Nếu mà chuyện trong nhà cứ để anh lo nha, đâu cần hứa gì xa xôi, cần tìm má anh qua thôi. Chịu cho chúng mình nên đôi là trời ơi, nó đã mình là nhất trên đời. Em chúc việc yên tâm, anh hứa sẽ không là vui vẻ ăn mì khi em nấu cơm sống. Và anh hứa sẽ cùng em rửa từng cái chén rồi đi làm về sớm, không để em trông ngóng. Từ giờ tiền của anh là của em, tiền của em là của em. Anh chỉ cần làm về thì em sẽ trước cửa là một phiền tan biến, đâu cần gì nữa em. Mỗi sớm ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn nhìn liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Giờ đôi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi, chẳng lẽ em đã say say anh rồi. Đôi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mọi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao, hay là mình lỡ phóng tay hoài luôn, hai đứa là vợ chồng. Em hai con tim sưởi ấm, tình em như cây lúa xanh, yêu những cánh đồng quanh năm. Giờ đây em nói trước, em không phải như con người ta, em yêu như một vành hoa mà em không có biết làm việc nhà, mà việc anh rất có vướng, chẳng một phút em có người thương. Cũng may là anh sáng suốt tìm người yêu thương em anh ở luôn. Anh không có tiền em gì giờ y em chịu không, chỉ có chiếc Audi cho gia đình anh đi mừng nông. Đất không có nhiều cho nhà em một chục hecta, muốn lấy em về sang nhà làm dâu. Nhưng trong túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao, ba mươi thu về vàng dòng không mấy bao. Em thấy anh nghèo thì phải thương anh nhiều, túi anh không có tiền em gì giờ em thấy sao. Chất nông dân không giàu sang chỉ lắm em ơi, Tết cũng muốn đi chơi mà bần mang vàng đa phơi. Anh đâu có chi đâu, trên là răng dưới hai chân, nhưng ba có mấy cây xăng, mẹ thì vừa mua thêm nhà băng. Vì anh quá thích em nhưng mà chưa tiền ngỏ lời, hai gia đình chưa môn đăng hộ đôi, sợ rằng em lấy anh sau này em mừng cả đời. Tụi anh không có tiền em gì ở em thấy sao.
cũng là sinh nhật đó là hoàng hôm nay cũng là đám cưới của anh hai con anh Dũng thì chúc hai anh chị luôn luôn hạnh phúc và yêu thương nhau. Con chỉ biết nói như thế rồi. Ok. Bắt này trước à? Rồi bên chị cứ lần lượt các bác bên đằng ngoài rất là đông, cứ lần lượt xếp hàng và em nhớ rồi chứ. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. À, để mà chúc mừng cho hai con, rồi thăm dự khánh lễ rồi bây giờ trao quà cho hai con. Bác chúc hai cháu mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Danh của con Quý Tử Lê Bồng. Rồi. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Xin chào bác tay nào. Rồi, 1, 2, 3. Bác bầu trước à? Bác bầu trước. Bác bầu trước. Bác chúc hai con là luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi là sớm có cháu cho các bác bỏng nha. Rồi, cảm ơn bác. Cho bác chụp gọi. Rồi, cho hai con. Rồi hôm nay còn cho quà cho hai con nữa nhỉ. Rồi bác Quế có điều gì dặn hai cháu này tặng bác chúc cho hai con là cuộc đời viên mãn chúc trăm năm. Rồi bác trai đang coi cháu. Rồi vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bác có chào quà, bác chúc hai con rồi đặt chị cho chàng bác tay đi. Tình Ngọc Anh cứ tình thôi, không biết tình thôi. Đông quá vậy, mệt quá đông. Luôn cầu chúc cho hai em trăm năm hạnh phúc và yêu thương nhau tất cả. Rồi còn tiếp tục. Tiếp tục. Bên này có một người anh chị đó. Hai bác thông lan xin chúc mừng hai con trăm năm hạnh phúc. Bác chúc mừng hai con kìa. Xin cho chào báo tay bác chung chúc mừng hai con kìa. Con cũng xin phép được lần lượt mời
Con mời anh Duy, chị Duy với nhà em ra cùng cùng nhau chụp tấm hình với hai gia đình. Bác Ân, con mời bác Ân và bác Trưởng lên chụp kỷ niệm với hai cháu. Vâng, để chương trình tiếp tục thì xin mời các bác cũng nghỉ ngơi một lúc, chưa thời gian chưa đến, nhưng mà cái thời gian này xin dành cho